Ở đây có bạn nào là răng rất là đều nhưng mà là bị hô răng không? Chào cả nhà, bác sĩ Ngọc Anh đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến câu chuyện của một bạn. Bạn này là sinh viên nha khoa, tức là sẽ là đồng nghiệp tương lai của mình á. Thì bạn có một cái mà răng đều, các bạn thấy không? Răng đều tăng tóc luôn. Nhưng mà cái răng cửa nó lại hô, các bạn nhìn, sẽ nhìn ở phía bên này. Cái răng cửa nó bị chìa ra phía ngoài. Và bạn còn bị mất răng phía bên này nữa, cộng thêm là đường giữa đây này, bạn mất hai cái răng ở đây, mất hai cái nha bạn, cộng thêm là cái trục răng cửa nó chìa ra ngoài rất là nhiều luôn, và làm cho bạn cười cảm thấy rất là hô. Và bạn này thì thích một cái nụ cười mà trục răng nó thẳng đứng và đúng hơn. Đừng lo, nếu bạn thích một trục răng đứng nhìn cười nó không còn bị hô nữa, thì trải qua sau quá trình điền răng thì hàm trên hàm dưới sẽ đều với nhau, khớp với nhau, các bạn sẽ thấy không ạ, lồng mũi với nhau. Và phía bên này thì tạo chỗ được để trồng một cái răng thôi, bạn mất hai cái răng nhưng mà sau khi điền chỉ cần trồng một cái răng thôi. Đây hàm trên cung hàm tròn đều hơn, hàm dưới thì chỗ này trống để trồng một cái răng này các bạn. Đây này, sau khi chỉnh thì cái trục răng cửa hồi nãy nó bị chìa ra ngoài, các bạn nhớ không, bây giờ thì nó dựng đứng lại được rồi. Như vậy thì điền răng có thể giải quyết được cái điều mà bạn mong muốn, đó là giãn độ chìa của răng cửa. Các bạn comment cho mình biết là đối các bạn ca này mình có nhổ răng cố nhỏ hay không, A có, B không, các bạn comment cho mình biết nha. Và nếu như bạn muốn biết thêm thông tin về điền răng có thể đọc cuốn sách Hành trình điền răng mới do chính mình làm tác giả nhé.